Rồi xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ nói lại cái vấn đề hạ thân nhiệt chu phẫu. Cái bài này thì mình cũng đã trình lâu rồi nhưng mà bây giờ thì mình sẽ nói lại một cách ngắn gọn hơn. Tại vì cái vấn đề hạ thân nhiệt chu phẫu này nếu như mình là bác sĩ phẫu thuật mà mình biết cái này nữa thì điều quá tốt cho bệnh nhân. Đầu tiên là cái hạ thân nhiệt á là nó nhỏ 36 độ là định nghĩa là hạ thân nhiệt ha các bạn. Thì tại sao mình phải chú ý những cái vấn đề này? Tại vì hạ thân nhiệt nó có nhiều cái tác dụng bất lợi lắm. Có nhiều cái tác dụng có hại cho bệnh nhân lắm thường các bạn để ý đi các bạn vô phòng mổ các bạn coi à, các điều dưỡng gây mê hoặc là bác sĩ gây mê người ta không có gắn theo dõi nhiệt độ không có gắn theo dõi nhiệt độ cho nên người ta đó là vì sao người ta nói là đây là cái dấu hiệu sinh tồn bị lãng quên the forgotten vital sign cái cả nước ngoài nó cũng định nghĩa như vậy luôn nhưng mà chứ không phải là các bạn nói là việt nam mới không theo dõi nhiệt độ trong mổ hả bạn nước ngoài nó cũng vậy nhưng mà nước ngoài nó có những cách để mà nó phòng ngừa hạ thân nhiệt rồi các bạn biết đây là cái hình rất quan trọng thì các bạn thấy là khi mà cơ thể bị lạnh à, thì nó sẽ truyền cái tín hiệu lên não và bộ não nó sẽ xử lý nó phải đưa ra những cái cơ chế bảo vệ để giúp cho cái thân nhiệt nó tăng trở lại ví dụ như khi quá lạnh thì cơ thể nó sẽ rung nó rung cơ hoặc là nó co mạch hoặc là nó tạo nhiệt à, tạo nhiệt nhưng mà không rung cơ tức là các bạn hiểu đơn giản là khi mà cơ thể bị lạnh thì bộ não sẽ có những cái cơ chế bảo vệ để nâng nhiệt độ trung tâm lên nhưng nhưng các bạn thấy nè cái ở trên là cái bình thường các bạn thấy không bình thường thì các bạn thấy là khi thân nhiệt của chúng ta từ 37 mà nó nhích xuống khoảng 36 độ thôi thôi chưa tới 36 độ nữa thì lập tức những cái cơ chế sinh nhiệt nó được kích hoạt tức là bệnh nhân sẽ có co mạch có sinh nhiệt không rung cơ và có rung cơ đó các bạn thấy không ở người bình thường thì chỉ cần thân nhiệt giảm xuống chưa xuống thấp hơn 36 độ tức là chưa bị hạ thân nhiệt thì cơ thể của chúng ta đã có những cơ chế bảo vệ rồi nhưng các bạn thấy là khi gây mê nè các bạn thấy không khi nhiệt độ mà tuột xuống 35 độ C luôn nè thì cái cái mạch máu cái co mạch nó vẫn chưa được kích hoạt cái cái tăng cái sinh nhiệt không rung nó cũng chưa được kích hoạt và rung cơ nó cũng không được kích hoạt luôn tức là khi mà bệnh nhân đã bị hạ thân nhiệt rất là nhiều 35 độ C thì cơ thể của chúng ta khi mà gây mê nó cũng không có được kích hoạt những cơ chế bảo vệ đó là lý do tại sao bác sĩ gây mê giỏi hoặc là bác sĩ phẫu thuật giỏi phải biết những vấn đề này để bảo vệ bệnh nhân tạo nhiệt lại cho bệnh nhân để cho bệnh nhân đừng có bị hạ thân nhiệt thì nói chung lưu ý là ha khi gây mê thì cái cơ chế bảo vệ của bệnh nhân sẽ không được kích hoạt sớm nữa cho nên mình phải làm cái gì đó hay đây các bạn thấy là cái biểu đồ càng gây mê càng càng dài đó thì cái thân nhiệt nó càng giảm nhiều bây giờ các bạn nè thì thật ra hạ thân nhiệt trung tâm nó cũng có ít lợi nhưng mà nó chỉ có ít lợi trong những trường hợp mà hồi sức tim thôi ha mình không nói cái đó bây giờ mình sẽ nói tác hại nè tác hại nó nhiều hơn thì đầu tiên á, là các bạn biết là nếu như mà các bạn bị hạ thân nhiệt thì các bạn sẽ có nguy cơ mất máu nhiều hơn mất máu nhiều thì nguy cơ truyền máu phải nhiều hơn 22% thuốc giãn cơ nó bị chuyển hóa chậm và vì vậy cái thời gian tác dụng của giãn cơ nó sẽ bị kéo dài nhiễm trùng vết mổ thì người ta thấy là tại sao nó bị nhiễm trùng bệnh mổ tại vì nó bị hạ thân nhiệt thì nó phải co mạch nó co mạch đó, thì nó sẽ giảm oxy đến vết mổ thì nó sẽ bị à, tăng khả năng nhiễm trùng bệnh mổ rồi người ta thấy là cái phẫu thuật cắt đại tràng là nếu mà các bạn để cho hạ thân nhiệt thì cái nguy cơ nhiễm trùng nó là 19% so với nhóm mà thân nhiệt bình thường là 6% thôi rồi cảm giác lạnh khó chịu thì khỏi nói rồi à, ha tiếp theo là biến cố tim mạch đó. nếu như các bạn giữ được cho bệnh nhân của các bạn có thân nhiệt bình thường trong mổ thì các bạn giảm được biến cố tim mạch 55%. Và bệnh nhân sẽ có bị rối loạn nhịp tim nhanh thất sẽ ít hơn. Rung sau mổ nè. Nếu mà bị hạ thân nhiệt thì bệnh nhân sẽ bị rung sau mổ. Mà khi rung sau mổ nó sẽ có nhiều cái tác hại, ví dụ như nó làm tăng áp lực nội sọ, tăng áp lực nội nhãn, nó làm căng vết mổ, nó làm tăng tiêu thụ oxy. Như vậy thì các cái cách nào để chúng ta phòng ngừa chuyện hạ thân nhiệt cho bệnh nhân trước mổ chúng ta phải làm ấm cho bệnh nhân tức là chưa mổ thì cứ cho bệnh nhân mặc đồ đi đừng bắt người ta cởi đá áo ra nằm ở phòng hồi tỉnh nằm ở phòng trước mổ mà không bắt người ta cởi áo ra làm gì đúng không rồi phải cho người ta đắp mền cái thứ hai là làm ấm trong mổ bằng cách là chúng ta phải truyền dịch ấm có nhiều chỗ thì người ta xài cái máy cái máy làm ấm dịch truyền á những cái chai dịch truyền người ta bỏ trong cái máy làm ấm đó và đồng thời người ta có một cái máy làm ấm trên cái đường dây dịch truyền luôn ha rồi các bạn hút mở cũng vậy đó hút mở là mình phải sử dụng cái cái dung dịch lắc tác ringer hoặc là natri à, không có chín trăm nhưng mà những cái chai đó đó mình phải bỏ vô cái máy làm ấm trước chứ không phải lấy cái cái chai cho phòng mổ lạnh lạnh ngắt xong rồi bơm thuốc tê vô bơm adrenaline vô xong rồi bơm vô trong bụng bệnh nhân thì đó cũng là một yếu tố làm cho thân nhiệt bệnh nhân bị giảm rồi nhiệt độ phòng mổ thì mình không có cái này thì ít có vai trò lắm tại vì nếu mà nhiệt độ phòng mổ mà các bạn để cao quá đó thì bác sĩ phẫu thuật người ta không mổ được ha, thì nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật rồi đắp ấm máy làm nó dịch truyền nãy mình cũng nói rồi ha mền khí ấm đây là những cái mền mà ví dụ như các bạn mổ ngực xa trễ đi đúng không các bộ mổ nâng ngực xa trễ thì cuộc mổ nó thường kéo dài khoảng 3 tiếng hoặc là 4 tiếng tùy theo cái mức độ khó và vì vậy mình phải À, nếu được thì mình phải ủ ấm cái phần còn lại của bệnh nhân. Rồi đó là những cái tác hại của hạ thân nhiệt và những cái gì mình có thể làm được cho bệnh nhân.